bánh xe nè. Thường chơi trò lăn bánh xe. Mày không gọi trăm ngàn gọi chiều dưới mày chữa con mẹ nha. Mày bị điên hả? Nghỉ lâu rồi. Bây giờ mày biết sao? Tao đâu nghĩ mày bị điên á. Tao đâu có bị điên, tao bị rồ á. Không ngờ mày bị rồ á. Dậy mày luôn á. Quá đủ. Sụt ké mừng á. Mày tiếc chung hả? Chung cái đầu bùi á. Thằng mắc rưỡi. Trời nóng bộ mẹ nó mùa đông cái gì mùa hè á. Đứa con nuôi, một đứa con ruột. Thằng Tèo á là con nuôi, được cái là con ruột. Tội nghiệp lắm. Ba má Tèo á là bị tai nạn xe chết chùm. Còn ba má thằng Đực á bị tai nạn ghe chết Đực. Chìm. Vậy ông làm ba ruột của đứa nào? Tôi ba ruột Đực đó. Vậy sao ông nói với tôi là ba mẹ của thằng con ruột ông bị chết chìm ghe luôn hả? Ủa, chết cha tôi đậu hả? À, không, má cho nó chết rồi. Còn sống. Hả? Tôi ngượng sống này mà ông kể được chi vậy?